Chương 157 Cỏ ngân tâm bị cướp. Trong khu biệt thự không có bóng người, dù Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trần cũng không ở đó. Nếu hai người bọn họ đều không có ở đây thì Diệp Mặc có thể cho rằng hai người đó ra ngoài có việc rồi. Nhưng khung cảnh cái sân nhỏ khiến hắn nổi giận lôi đình. Cái hắn để ý nhất trong sân hơn 10 cây cỏ ngân tâm lẩy lở mầm hoàn toàn không thấy. Có thể nhìn vào dấu vết đào bới ngột ngang xung quanh, rõ ràng là cỏ ngân tâm của hắn bị đào mất. Cỏ ngân tâm này tuy sinh trưởng vô cùng chậm chạp, thậm chí lẩy mầm cũng chậm hơn Ninh Hải không biết bao lâu. Nhưng dù nó lẩy mầm rồi, có thể bây giờ đã bị người ta đào mất. Diệp Mặc tu luyện ở đây là vô cùng chậm chạp. Nếu không phải phát hiện ra một cây cỏ ngân tâm, bây giờ hắn chưa chắc luyện tới tầng thứ 2 chứ nói chi tầng 3. Sở dĩ có thể luyện tới tầng khí công tầng 3 chẳng qua là do công hiệu một cái cây khô héo gặp ở sa mạc kia. Cho nên cỏ ngân tâm là hy vọng cuối cùng của Diệp Mặc. Cỏ ngân tâm có tác dụng cho những người tu luyện tầng 6 trở xuống, và hy vọng của hắn không ngờ trong 3 ngày đã bị đảo xuống trống trơn. Cái này chưa tính đến việc dù Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trần thế nào hắn không biết. Hai người Nhị Hổ và Tiểu Trần đều là biết hắn coi trọng cổ ngân tâm, chắc chắn không thể để cho người ta đào mất. Bây giờ cỏ ngân tâm không thấy, hai người bọn họ không thấy, liệu quái không xảy ra chuyện. Diệp Mặc có thể khẳng định rằng cho dù người Tống gia biết hắn ở nơi đây cũng không dám động đến hắn, nói chỉ là người của Nam Thanh. Người này dù thế nào có thể đào cỏ ngân tâm đi cũng không phá hoại nó, chứng tỏ người đó biết được công dụng cỏ ngân tâm. Nếu như nói nơi đây có người tu chân, Diệp Mặc không tin. Hắn điều tra rất rõ ràng, người tu chân ở đây chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, không có ai tin nữa. Nhưng cổ võ và những khả năng khác thường thì tồn tại ở đây. Một số người có khả năng khác thường có thể phát ra một loại tấn công nào đó không giống người tu chân. Diệp Mặc ở Phi Tuyết có một ngày, Mặt Trường Quật cũng giới thiệu qua cho Diệp Mặc một số nhóm dị năng của quốc gia. Địa vị họ không giới Phi Tuyết và nhóm Phi Tuyết thì mỗi cái đều có ưu thế riêng. Nhưng trong mắt Diệp Mặc, những người dị năng này không bằng những người tu luyện cổ võ, tấn công bọn họ không đủ sắc bén. Cỏ ngân tâm ngoài việc có tác dụng với việc tu luyện của Diệp Mặc, đối với người dị năng và người luyện cổ võ cũng có tác dụng. Điều này Diệp Mặc tin không ai có thể biết, bởi vì cỏ ngân tâm cầm phải kết hợp với một loạt vài loại cỏ thảo dược khác luyện thành đan dược mới có tác dụng to lớn với người luyện cổ võ và dị năng. Mà ở đây Diệp Mặc còn chưa phát hiện ra ai biết cách luyện chế đan dược. Diệp Mặc biết rằng bất cứ chuyện gì cũng không thể nói tuyệt đối. Ở nơi đây không có những người biết luyện đan, chỉ là hắn suy đoán. Ngộ nhỡ ở đây biết luyện đan thì sao? Sự thật bây giờ cỏ ngân tâm của hắn bị người ta lấy đi. Vật thì mất, người thì không thấy, Diệp Mặc ngay cả đến một cái đầu mối cũng không có. Chỉ đành phải trách ngày đó hắn ra đi quá vội vàng để theo dõi người của Lam Thanh rời khỏi đó. Sau khi trở lại, lại phải đi Yến Kinh, cũng chưa kịp bố trí trận pháp. Xem ra trận pháp ở chỗ này phải là bố trí qua một chút. Diệp Mặc mới định đi vào trong xem thì Lỗ Tiểu Trần vội chạy về. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lỗ Tiểu Trần không có chuyện gì, chứng tỏ Du Nhị Hổ cũng không có chuyện. Sư phụ, người đã về. Lỗ Tiểu Trần khuôn mặt vui mừng nhìn Diệp Mặc. Mỗi lần khi không có cách nào vượt qua khó khăn thì sư phụ đều xuất hiện. Lần trước lúc Nhị Hổ bị người ta mang đi cũng vậy. Thời khắc trông thấy Diệp Mặc, cô cứ nhìn tìm được một cái người tâm phúc. Nhị Hổ thế nào? Diệp Mặc nhìn bộ dáng Tiểu Trần biết ngay chắc chắn xảy ra chuyện. Ngày thứ hai người đi có người tới đây, nói là đã nhìn thấy mấy cây cỏ của sư phụ, muốn mua chúng. Nhị Hổ sư huynh đương nhiên không đồng ý, kết quả bị mấy người này cướp đi. Nhị Hổ sư huynh đi đến trước ngăn cản, bị mấy người này đánh cho gãy tay, con lập tức chạy báo cảnh sát. Lúc cảnh sát tới đây, những người đó đã đi. Lỗ Tiểu Trần lập tức nói. Diệp Mặc liền hỏi, vậy Nhị Hổ đâu? Nhị Hổ sư huynh vẫn còn đang ở bệnh viện, bây giờ cánh tay đã được bó bột, cũng không có trở ngại. Tuy nhiên lúc những người này bỏ đi còn nói với Nhị Hổ sư huynh rằng chúng còn quay trở lại. Tiểu Trần lập tức đáp, qua đây để hỏi ai là người trồng những cây đấy phải không? Sắc mặt Diệp Mặc lạnh xuống, lại dám có ý trộm cỏ ngân tâm quán. Bọn này rõ ràng biết rằng tác dụng cỏ ngân tâm, chứng tỏ không phải người thường. Diệp Mặc thực sự muốn biết người nào làm. Vâng ạ. Lỗ Tiểu Trần cúi đầu. Cô ấy biết được những mầm cỏ trong sân đối với sư họ rất quan trọng, nhưng mà cô và Nhị Hổ đều không thể bảo vệ. Chuyện này không trách con được. Con đi đón Nhị Hổ về đây, không cần ở lại bệnh viện. Bản thân chúng ta là một phòng khám rồi ở bệnh viện Nam Di, chuyện này ta đi giải quyết. Bây giờ ta ra ngoài một chút trước, buổi tối sẽ về. Diệp Mặc giao cho Lỗ Tiểu Trần đi đón Nhị Hổ.
còn ăn ra ngoài mua một số thứ chuẩn bị luyện thành vài cái cờ trận bố trí trận pháp. Nói cách khác, trong cái sân nhỏ quán, nếu trồng một chút cây linh thảo cũng không an tâm. Ai biết sau này hắn sẽ tiếp tục trồng linh thảo hay không. Diệp Mặc đi vào chợ ngọc khí. Hắn biết có rất nhiều vật liệu để dùng luyện cơ trận cũng không mua được, chỉ có thể miễn cưỡng dùng một ít ngọc khí đồng thời thay thế. Đồng thời hắn cũng có thể luyện ra một ít đồng tinh luyện, có thể điều chế đồng rất tiêu hao tinh lực và thời gian. Để bố trí được trận pháp phải là hao phí một ít tinh lực cũng cần thiết. Suốt đường ngày trời, Diệp Mặc gần như đem nhẫn chữ vật của mình mua đầy đồ, lúc này mới chuẩn bị quay về. Cho nghe mắt hơn nửa 600.000 trên tay đã biến mất. Diệp Mặc vừa đi ra chợ ngọc khí đã thấy bóng dáng một nữ nhân vội vàng hấp tấp, xem ra cũng không rất quen thuộc. Đợi người này quay lại, Diệp Mặc nhận ra còn người con gái này không ngờ là Úc Diệu Đồng. Lúc này sắc mặt cô chẳng những căng thẳng, còn có chút mệt mỏi phong trần. Tuy lần trước Diệp Mặc thấy cô cũng phải lẩn trốn, nhưng phong thái vẫn còn. Còn hôm nay có thể thấy bóng dáng một người con gái tinh thần sa sút chán nản. Dù chán nản nhưng người con gái này toát lên mùi hương của mình. Úc Diệu Đồng rõ ràng không thấy Diệp Mặc, cô cúi đầu vội vàng vào một cái quầy bán quả vặt gần đó. Diệp Mặc trông thấy rõ cô từ trong túi rút ra một ít phiếu vé và tiền mua một cái bánh mì. Em gái à, đi thôi, anh mời em đi ăn cái gì cay cay nhé. Úc Diệu Đồng vừa đi ra quầy quà vặt thì hai gã thanh niên liền ngăn cô lại. Vốn là cái loại dù côn đầu đường khó chợ này, khắp nơi đều có, chỉ cần nghiêng mình tránh ra là tốt, bọn chúng cũng không dám làm gì cả. Nhưng sắc mặt Úc Diệu Đồng lại đột ngột thay đổi, bất ngờ xoay người bỏ chạy. Hai gã côn đồ giống như chó, thấy Úc Diệu Đồng chạy trốn lập tức đuổi theo. Hầu hết khi gặp chó cắn, bạn không chạy còn chó không dám làm gì bạn, nhưng nếu đã chạy, đàn chó lập tức đuổi. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn Úc Diệu Đồng chạy trốn tới bên cạnh người mình, vẫn nói một câu. Tuy hắn giúp Vũ Học Dân nhiều hơn, Vũ Học Dân giúp hắn, nhưng sau này Vũ Học Dân lại có chút thay đổi. Nhưng Diệp Mặc không phải là một người tuyệt tình, nếu tiện thể có thể giúp Úc Diệu Đồng hắn cũng không ngại ra tay trợ giúp. Úc Diệu Đồng thấy Diệp Mặc, mặt bỗng lộ vẻ vui mừng. Chiếc bánh mì trên tay rơi xuống đất mà còn không biết. Diệp Mặc, cuối cùng tìm được anh rồi. Úc Diệu Đồng cứ như thế nói, cứ như thể cô vốn là đang tìm Diệp Mặc. Cô cố ý tới đây tìm tôi. Diệp Mặc cũng hiểu Úc Diệu Đồng tới đây là tìm hắn. Có một điều kỳ lạ là Vũ Học Dân cho dù có chuyện gì cũng không bảo người đàn bà này của y tới tìm mình. Hai người dù cồn thấy Úc Diệu Đồng biết Diệp Mặc có chút hậm hực chuẩn bị rời khỏi, Diệp Mặc lại mở miệng. Hai người bọn bay lại đây. Sao vậy? Qua thì qua, mày dám làm gì tao? Tao chính là người của Thiết Giang. Qua đấy thì sao? Mày dám làm gì? Hai tên côn đồ không ngờ cũng tới, một tên trong đó thậm chí kiêu ngạo. Không ngờ tên côn đồ này dưới tay Thiết Giang. Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn Úc Diệu Đồng. Người đàn ông của cô là Vũ Học Sân, nhân vật nắm quyền tại Thiết Giang, mà giờ cô lại bị mấy cái tên côn đồ Thiết Giang truy đuổi. Hơn nữa, cô nhìn thấy hai tên côn đồ này còn hoảng hốt thậm chí bỏ chạy. Điều này có nghĩa có gì không đúng. Úc Diệu Đồng muốn nói lại thôi. Diệp Mặc biết bây giờ không phải lúc hỏi chuyện, đi lên phía trước cho hai cái tên côn đồ một cước. Hai tên côn đồ ngã lăn xuống đất căn bản không đứng dậy được, sau đó mới lên tiếng. Chả là cái gì cả thì thử đá một cái các người sẽ thế nào. Hai gã côn đồ thấy Diệp Mặc chỉ bằng một cước đã khiến cho chúng đứng dậy không được. Biết gã gặp đối thủ rồi nên là chọn cách bỏ qua thiệt thòi trước mắt, im lặng không nói gì. Người xung quanh thấy hai cái tên côn đồ như vậy đều cười phá lên. Lúc Diệp Mặc đưa Úc Diệu Đồng trở về thì Lỗ Tiểu Trần đưa Du Nhị Hổ từ viện về. Hai người từ trước chưa từng thấy Diệp Mặc đưa bất kỳ người phụ nữ nào về nhà, mà bây giờ thấy người con gái đẩy mùi hương Úc Diệu Đồng trở về lập tức nghĩ khác. Nhưng dáng vẻ thảm hại của Úc Diệu Đồng cũng khiến Lỗ Tiểu Trần thấy kỳ lạ. Tiểu Trần, đây là Úc Diệu Đồng, là một người bằng hữu của ta, còn mang cho cô ấy cái gì đó ăn trước đi, sau đó ta có vài lời muốn nói cô ấy. Diệp Mặc nhìn bộ dáng mệt mỏi của Úc Diệu Đồng cũng biết cô gần đây không tốt, không khéo lại đang chạy trốn tới đây. Sau khi Diệp Mặc giúp Nhị Hổ trị liệu, ân cần hỏi Nhị Hổ, đồng thời cũng hiểu thêm về ý đồ của những người này, quả thực là muốn cướp cỏ ngân tâm. Chỉ là không biết bọn chúng tại sao biết mình trồng loại cỏ ngân tâm này. Lẽ nào những ngày này bản thân mình mới từ Sena trở về đã bị người ta theo dõi? Diệp Mặc cho rằng muốn theo dõi hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhị Hổ, con nói cho ta biết người dẫn đầu bọn cướp thế nào? Diệp Mặc nghĩ thầm rằng có thể nhận ra tác dụng cỏ ngân tâm, kiến thức người đó cũng rất lợi hại. Người cầm đầu khoảng 30 tuổi, gầy tong teo, thoạt nhìn là bộ dáng u ám. Du Nhị Hổ miêu tả khiến Diệp Mặc nhớ tới tại giao lưu pháp khí gặp một người đàn ông
mặt cũng lạnh. Lúc đó hai người kia cũng lạnh, Đoạt Đá Khổng Minh. Chẳng lẽ là hắn? Chương 158: Gặp gỡ bạn học. Úc Diệu Đồng ăn chút đồ lại đi tắm, cả người có chút sức sống, thậm chí sắc mặt cũng hồng hào hơn. Úc Diệu Đồng ngồi trước mặt, tuy vẫn đầy đặn như thế, nhưng so với mấy tháng trước trên mặt cô hiện lên nhiều mệt mỏi. Diệp Mặc nhìn Úc Diệu Đồng muốn nói gì lại thôi, không cần hỏi cũng biết. Vũ Học Dân chắc chắn xảy ra chuyện. Nếu Úc Diệu Đồng muốn đi giúp Vũ Học Dân, hắn đi hay không? Vấn đề này, nếu là lúc hắn mới tới Lạc Thương, Diệp Mặc chắc chắn giúp. Không có gì khác là vì Vũ Học Dân còn đáng kết giao, nhưng bây giờ hắn lại không dám chắc là có đi hay không. Tuy hắn từ lần trước rời khỏi thành phố Kinh không gặp Vũ Học Dân, Diệp Mặc lại thông qua việc lần trước cảm thấy Vũ Học Dân thay đổi, thậm chí không đáng để hắn kết bạn. Học Dân thay đổi rất nhiều, lần trước chuyện anh ở Lạc Thương em cũng biết. Em đã nói với anh ấy, nhưng anh ấy lại nói phụ nữ không được quản chuyện này, thậm chí còn mắng em. Anh ấy sao lại quá mức để ý quyền lực, dần dần xem tôi như người xa lạ. Học Dân không còn như trước, tôi không chỉ một lần muốn rời khỏi anh ta, nhưng cuối cùng tôi vẫn không có biện pháp làm được, tôi cứ lần lựa mãi. Úc Học Đồng không đợi Diệp Mặc hỏi, tự phối hợp nói. Thế Diệp Mặc đang nghe không có ý kiến, Úc Học Đồng thở dài một hơi nói. Sau đó anh ta ấy thay đổi tới mức làm tôi cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Thậm chí hắn còn giết cả người giám sát của Thiết Lam Sơn. Cùng lúc đó em hạ quyết tâm rời bỏ anh ta. Quyền lực của anh ta cuối cùng cũng đem đến sự kiêng lể của Thiết Lam Sơn. Nhưng mà anh ta cũng đánh giá quá thấp Thiết Lam Sơn rồi. Lúc Học Dần tưởng thực lực thực sự của Thiết Giang phần lớn bị anh ta nắm trong tay, Thiết Lam Sơn chỉ tốn một đêm ép Học Dần tới mức không còn chốn nương thân. Rồi tới đây Diệu Đồng lau nước mắt. Diệp Mặc cảm thấy tay cô và cơ thể đang run rẩy. Úc Diệu Đồng không nói tiếp mà lấy ra bọc giấy đưa cho Diệp Mặc nói. Trước khi đi, Học Dần bỗng tỉnh ngộ, anh ấy nói nếu có cơ hội lại đến một lần nữa, anh ấy chắc chắn không đi làm ông trùm của Thiết Giang mà đưa em ra xa khỏi Thiết Giang. Cái này anh ấy nhờ em đưa cho anh. Nói xong, Úc Diệu Đồng đưa bọc giấy trong tay cho Diệp Mặc, khối hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhìn không ra vừa rồi còn run rẩy. Diệp Mặc lấy bọc giấy cầm trong tay lặng trịch như một khối sắt, nhíu mày nói. Học Dần qua đời rồi. Úc Diệu Đồng gật đầu đứng lên nói. Đồ em cũng giúp Học Dần đưa anh, em phải đi đây. Chờ chút. Diệp Mặc mở bọc giấy, bên trong là một khối đen sắt giống như khối sắt. Vũ Học Dần lại đưa cái này cho mình làm gì? Thấy Diệp Mặc lộ vẻ nghi ngờ, Úc Diệu Đồng nói tiếp. Học Dần nói anh cổ võ luyện chắc chắn là tốt cho anh. Diệp Mặc gật đầu, lát sau lại liếc xuống khối sắt. Lát sau hắn là lộ ra kinh ngạc. Đây là một cái khối canh thiết tinh ngoại vực, trên trái đất sao lại có loại này? Vũ Học Dần là từ đâu lấy khối tinh sắt này? Đừng nói là ở trái đất, cho dù ở dưới chân tu thực sự là nguyên liệu cực phẩm để luyện khí. Đó là nguyên liệu để luyện phi kiếm, chỉ hơi to một chút. Cho dù là như thế, giá của khối canh thiết tinh này cũng khó đoán. Cho dù tất cả nguyên liệu hắn lấy ở kho hàn tại Tân cộng lại không bằng một phần vạn khối canh thiết tinh này. Nháy mắt, Diệp Mặc hiểu ý đồ Học Dần. Anh ta đoán mình luyện cổ võ, cái này có thể ích với mình. Có lẽ bản thân anh ta cũng không biết khối canh thiết tinh. Anh ta để Úc Diệu Đồng mang cái này đến tìm mình, ý đồ khá rõ, chính là để Diệp Mặc cứu mạng Úc Diệu Đồng. Có loại vật liệu này mang tới, cho dù là kẻ chân tu muốn động tới Úc Diệu Đồng, Diệp Mặc cũng nghĩ biện pháp bảo vệ Úc Diệu Đồng. Huống chi còn không phải kẻ chân tu, chỉ là một tổ chức đen mà thôi. Hơn nữa Diệp Mặc cũng không phải là người thấy chết không cứu. Tôi đành nhận phần ân tình này của anh Học Dân rồi, cô cứ ở chỗ tôi. Thiên Vương lão tử cũng không dám động tới cô. Còn với Thiết Giang, Diệp Mặc tôi không quan tâm. Diệp Mặc nói xong bỗng nhắc tới một chuyện Úc Diệu Đồng cố ý chạy trốn tới Lạc Thương, rõ ràng là cô bị người của Thiết Giang đuổi giết mà tới. Vậy cỏ ngân tâm của mình có hay không người Thiết Giang phát hiện và lấy đi? Nếu là như thế thật, hắn dễ làm rồi, bắt gọn thẳng Thiết Giang của Lạc Thương là được. Úc Diệu Đồng nghe thấy lời Diệp Mặc bỗng kìm không nổi mà khóc. Cô hiểu ra nguyên nhân Học Dần đưa cô thứ này đến tìm Diệp Mặc rồi. Trong ánh mắt Học Dần, chỉ có Diệp Mặc mới có thể bảo toàn tính mạng của cô. Đến Thiên Long Đầu mà Diệp Mặc còn không sợ, chẳng lẽ sợ Thiết Lan Sơn? Người truy xuất cô là người thế nào cô biết không? Diệp Mặc mừng ấy tí, nghĩ tới cỏ ngân tâm của mình có thể là bị người truy xuất Úc Siêu Đồng nhổ đi, lòng đại khái có vài kế.
Úc Diệu Đồng nức nở nghĩ một lúc mới nói. Có một người gầy gầy hơn 30 tuổi, từng thấy anh ta ở trạm xe một lần, có chút u ám. Em đoán người đó theo tung tích của em, sau đó em lén đi theo đằng sau đoàn du lịch tránh người đó. Diệp Mặc ngay lúc đó đã biết người Úc Diệu Đồng nói và người mà Du Nhi Hổ nói là một. Hắn nhớ lại lúc đầu, cái người tranh giành Không Minh Thạch với hắn ở hội giao lưu có thể là anh ta. Người đàn ông này có thể nhận ra Không Minh Thạch là đồ tốt, nói không chừng cũng cảm ứng với cỏ ngân tâm của mình. Y lấy đi là có khả năng, nếu biết sớm là người này, lần trước ở hội trường giải quyết y cho rồi. Không để y trộm đồ đi. Nói như thế, người này chính là người của Thiết Giang. Lần trước Lang Cực nói Thiết Giang có một cao thủ khá lợi hại, muốn đột phó. Chẳng lẽ nói người này, nhưng Diệp Mặc thấy người đàn ông lạnh lùng này tuy lợi hại cũng chẳng hơn Lang Cực, nhưng ánh mắt của anh ta đúng là rất ghê gớm, có thể nhận ra Không Minh Thạch là đồ tốt. Không cần nói cỏ ngân tâm thì cũng có thể biết chắc rằng người Thiết Giang lấy đi. Về chuyện học sinh đưa mình phần quà thì chuyện Thiết Giang hắn cũng đã nhận lấy. Tuy sau cô cứ ở đây đi, nếu thấy chán có thể học y cùng Tiểu Trần và Nhị Hổ. Một số đồ của tôi cũng nghi là bị người Thiết Giang lấy. Cứ cho là họ không gây chuyện với tôi cũng tìm tới họ. Chờ tôi tiêu diệt Thiết Giang xong rồi cô muốn đi đâu cũng được. Diệp Mặc khẳng định người đàn ông lạnh lùng là người của Thiết Giang. Cứ cho là không phải người Thiết Giang cũng có quan hệ với họ. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Mặc đem tất cả vật liệu chế tạo trận kỳ trận bàn, bố trí trận pháp phòng ngự xung quanh biệt thự. Hắn lại chế ra 3 cái vòng tay, đưa Nhị Hổ, Tiểu Chân và Úc Diệu Đồng, còn nói bọn họ là đã đặt bẫy ngoài biệt thự, lúc ra vào phải đeo vòng tay, nếu có người bệnh nhất định phải đi đường thông đạo cố định để đi vào. Tuy Úc Diệu Đồng có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng Nhị Hổ và Tiểu Chân nhất mực tin tưởng Diệp Mặc. Trong lòng họ, Diệp Mặc nói bất cứ cái gì đều là đúng. Diệp Mặc lại đợi thêm mấy ngày vẫn không có người nào tới biệt thự, có vẻ như những người đó lấy đi cỏ ngân tâm. Nói đến đây cũng chỉ là nói mà thôi, chứ không định đến thật. Diệp Năng gọi điện đến, nói cho Diệp Mặc Bắc Cả và chú Tư đều bị ông đuổi đi. Bây giờ yến kinh của cô rất yên tĩnh, người có Thiết Giang không chủ động tìm tới. Diệp Mặc là không muốn tiếp tục chờ đợi, một khi thời gian nữa hắn phải đi lưu xả một chuyến, không có thời gian lê mê. Nếu không thì hắn cũng chủ động tìm tới. Tô Tĩnh Văn đã 3 năm không tham gia hội gặp gỡ bạn bè. Hôm nay là lần đầu tiên cô tham gia sau khi tốt nghiệp. Nếu không phải gặp gỡ tổ chức tại Linh Hải, hoặc nếu không phải Tiểu Lôi cố ý đến Linh Hải tham gia hội gặp gỡ, thì Tô Tĩnh Văn cũng không muốn đi. Tĩnh Văn, mọi người đang chờ cậu. Giờ mới đến à, mau lại đi đi. Tô Tĩnh Văn mới đến thì tiếng Tiểu Lôi đã truyền tới. Tĩnh Văn chỗ nào dường như cũng là tiêu điểm, nhiều bạn học nhanh chóng quầy lấy cô. Đúng thế Tĩnh Văn, sau khi tốt nghiệp cậu chưa từng tham gia hội gặp gỡ. Lần này Tiểu Lôi tở yến kinh trở về còn là sớm hơn cả cậu. Một người con gái kéo Tĩnh Văn, giọng điệu có chút không vừa lòng. Tĩnh Văn áy náy cười, mấy lần trước mẹ tớ bị bệnh, tớ thực sự chả có lòng đi. À Tĩnh Văn, nghe Vương Bằng nói bệnh của mẹ cậu chỉ cần một lá bùa là trị khỏi à? Đúng không? Cậu không định nói là có chuyện thần kỳ như thế chứ? Người con gái kéo tay Tĩnh Văn, nghe cô nhắc tới mẹ liền là nhiều chuyện hỏi. Đương nhiên, hôm đấy tớ và Tĩnh Văn mua mà. Uông Bằng đi tới, Tĩnh Văn nhíu mày tự nhủ Uông Bằng không phải bạn học của cô. Đến hội gặp gỡ bạn học của cô làm gì? Dường như nghi hoặc của Tĩnh Văn, Tiểu Lôi liền nói thầm bên tai Tĩnh Văn. Uông Bằng đang theo đuổi tớ, nhưng dạo này tớ không có hứng thú với bạn trai. Có hôm, anh ta nói với tớ là tối đi gặp bạn bè, không ngờ anh ta cũng tới. Tĩnh Văn lúc này mới hiểu được, nhưng mà cô không có nói gì. Một người bạn đứng bên cạnh lên tiếng, chuyện bùa cứu người cũng không thể nói là hoàn toàn không đáng tin. Chuyện tớ sắp nói chắc các cậu không tin. Đời trước chị họ tớ ở Lạc Thường tham gia một hội giao lưu pháp khí hè. Loại pháp khí này nghe có chút mơ hồ đúng không? Đúng là hơi mơ hồ. Thành Phi mau nói đi, sao nói chị họ của cậu thế nào? Một cái nam sinh khác sục nói. Thành Phi lại nói, đừng vội tớ thanh minh lần nữa. Chuyện tớ kể là người thật việc thật. Chị họ của tớ mua một cái dây chuyền pháp khí hội giao lưu pháp khí với giá 200.000. Sau đấy, người bán hàng nói đan dược anh ta rất hữu hiệu, cho nên là mua một cái viên mỹ nhan hoàn với giá 200.000. Chị cậu giàu thật, người bán ra pháp khí thì tớ đoán là một cái tên lừa đảo. Lão Triệu chưa chắc bằng anh ta. Người này không tham gia đêm xuân đúng là đáng tiếc. Chị họ cậu thật đúng là
cho dù có tiền cũng không thể lãng phí như thế. Lại một người lửa ngắt lời. Chương 159. Muốn đi lạc thương. Thành Phi lại nói: chị họ của tớ chính là vì trên mặt có rất nhiều lấm tấm không tẩy được, chị ý bây giờ mới tin lời người đấy. Mua một lọ, chỉ là một viên đan dược. Nhìn đen xì kinh kinh, người trong nhà chị ý đều phản đối. Chị ý uống thuốc, lúc đó chị tớ cũng phản ứng lại, cũng nghi ngờ mình bị lừa. Nhưng vì thuốc đó đã mua hết 200.000, vẫn đi không lỡ, cho nên coi như là một bài học. Chỉ là dây chuyền đấy trông thì đẹp nên chị ấy đeo trên người. Tớ nói mà, kẻ lừa đảo giang hồ giờ thủ đoạn nhiều vô kể. Họ tóm được một điểm mù của cậu, cho cậu mắc câu. Lúc đấy chắc cậu cũng chả để ý, nhưng rồi chắc chắn nghĩ mình bị lừa. Lam Sinh vừa hỏi lại nói tiếp. Thành Phi lắc đầu, mọi người nghĩ sai rồi. Bởi vì sự việc xảy ra sau vài ngày, tớ nói ra mọi người chắc chắn không tin. Hôm đấy chị tớ đi siêu thị, phát hiện kẻ trộm liền nói cho người biết bị trộm có trộm. Không ngờ tên trộm đó cầm dao găm lên đối đầu chị họ tớ. Lúc chị họ tớ sợ tới mức không biết làm gì, dây chuyền của chị ấy đeo trước ngực không ngờ phát ra một tia sáng, bắn tên trộm ra xa mấy thước, mãi không đứng dậy được. Kết quả là bị bảo vệ bắt lại. Lúc ấy tớ cũng không tin, nhưng đấy là mẹ tớ nói. Vì dây chuyền ngọc đó chị họ tớ đeo là mua với giá 200.000, có 3 lần phòng ngự. Sau khi chị ấy phản ứng lại, lập tức kiểm tra dây chuyền ngọc đó, hào quang trên đó quả nhiên ít đi một chút. Thành Phi, cậu nghe nhiều chuyện quá rồi hả? Sao lại có chuyện như thế chứ? Một nữ sinh mặt vết mụn cũng nói. Thành Phi hừ một tiếng nói. Vương Lệ Quyên, cậu có thể cho rằng tớ bịa chuyện. Chỉ có tớ biết là sự thật. Sau khi chị họ tớ về nhà, việc đầu tiên là uống viên đan dược ấy. Mọi người đoán kết quả thế nào? Nói ra mọi người chắc chắn không tin. Mấy vết loang lổ trên mặt chị ấy ngày thứ hai mất hẳn, cả mặt trở nên trơn bóng vô cùng. Phải biết là chị tớ tốn bao nhiêu tiền vào mấy cái vết đó không giải quyết được cái gì cả, nhưng một viên đan dược nhỏ là giải quyết được hết. Các cậu có nói người đó là kẻ lừa đảo giang hồ không? Đây là chính mắt tớ chứng kiến đấy nhé. Chuyện này có thực, mấy người đằng sau Vương Lệ Quyên lập tức thốt lên. Tuy là bạn học mình nói, nhưng rõ ràng không tin tưởng. Sao không có? Những cao nhân đó chỉ là chúng ta không thấy mà thôi. Trên phim mà cậu thấy đánh nhau kịch liệt chỉ là kỹ xảo, trong thực tế bây giờ tớ cho rằng vẫn có người lợi hại như thế tồn tại. Một nam sinh phụ họa, lúc này Tiêu Lôi cũng nói. Tuy tớ không biết là Thành Phi kia thật hay giả, nhưng tớ đồng ý với Trường Vĩ Vĩ, những người lợi hại như thế chắc chắn là tồn tại. Tuy không thể bay với động tác trong phim thì vẫn có thể làm được. Tĩnh Văn nhìn Tiểu Lôi. Có biết tại sao Tiểu Lôi nói như thế? Vì cô chắc chắn nghĩ tới Diệp Mặc. Cái này, Thành Phi, chị họ cậu biết người bán đan dược đó ở đâu không? Vương Lệ Quyên lập tức một hỏi một cách kỳ vọng. Thành Phi lắc đầu nói, đương nhiên là không biết. Người đến tham gia hội giao lưu là người trong cả thế giới, ai biết anh ta là người ở đâu. Hơn nữa, chị họ tớ ngày thứ hai đến hội trưởng tìm người đấy rồi, kết quả chả tìm thấy gì. Mọi người nghĩ xem, pháp khí của chị ấy là thật, hiệu quả được xác nhận. Đừng nói là 200.000, có là 2 triệu vẫn có người mua. Sau đấy có người ra giá 2 triệu mua dây chuyền ngọc chị tớ dùng rồi, nhưng chị tớ không bán. Tất nhiên là không bán, là tớ cũng không bán. Nếu đồ mà như thế thật thì đúng là quá thần kỳ, nhưng tớ vẫn nghi ngờ. Một nam sinh lại lên tiếng. Tĩnh Văn nghe mà giật mình nói, Thành Phi, cậu có biết người bán dây chuyền ngọc đó cho chị cậu trông thế nào không? Hội giao lưu pháp khí ở đâu? Thành Phi lại lắc đầu, cái này tớ không rõ. Chị nói anh ta khá đẹp trai, ăn mặc giản dị, ánh mắt rất sáng, còn về cách khác thì không biết. Hội giao lưu ở Lạc Thương nghe nói mỗi năm có một lần tổ chức. Tĩnh Văn thất thần một lúc, nghĩ tới cái người bán bùa cho mình. Lúc ấy hắn đeo kính râm, nhìn không rõ mắt, ăn mặc giản dị, chẳng nhẽ là người đó. Lạc Thương, hội giao lưu Lạc Thương, nghe nói Khinh Tuyết bây giờ là ở Lạc Thương. Có lẽ mình cũng đi hỏi thăm cô ấy một chút, tiện thể đi hội giao lưu đó hỏi thăm. Tĩnh Văn, lâu lắm không gặp, cậu càng ngày càng xinh. Thấy Tĩnh Văn bộ dáng cao mày uông bằng, lòng ngứa ngáy khó chịu. Lúc không thấy Tĩnh Văn, anh ta cảm giác Tiêu Lôi thực không tệ, vóc dáng cao gầy, tính cách đường hoàng, khuôn mặt khá được. Bây giờ vừa thấy Tĩnh Văn, anh ta mới biết có những người không thể mang ra so sánh. Có lẽ so sánh cũng chẳng biết được ai ưu tú hơn, nhưng so sánh thì kết quả lập tức hiện ra. Suy nghĩ của Tĩnh Văn bị Uông Bằng cắt ngang. Cô nhìn Uông Bằng với vẻ khó chịu. Hay thế này đi, Tiểu Lôi, chúng ta qua bên kia ngồi, tớ có mấy lời muốn nói với cậu. Tĩnh Văn không đếm xỉa với Uông Bằng, anh ta thầm hừ một tiếng, đợi lát nữa cậu biết ngay thôi.
Tĩnh Văn vốn là không có thiện cảm với Uông Bằng. Người bán bùa chú cho cô đợt trước bị anh ta làm giảm uy tín bằng mọi cách. Thế cho nên cô càng không có thiện cảm với anh ta. Lúc đó nếu tin lời của anh ta, có lẽ mẹ cô bây giờ là vẫn nằm trên giường không dậy nổi. Tiểu Lôi và Tĩnh Văn vừa ngồi xuống lại có một cái thanh niên đi đến gần. Người này mới tới, mấy cái nữ sinh đang nói chuyện liền kêu lên: Tác Bân tới rồi. Gần như tất cả nữ sinh đều xông lên. Tiểu Lôi cười: Nếu không phải đang nói chuyện với cậu thì tớ cũng chen đến rồi. Đệ nhất Mỹ Nam tới rồi, vẫn anh tuấn như thế, không biết anh ta có nhớ cậu không nhỉ? Tiếc thật, nếu không phải là năm đấy sắp tốt nghiệp rồi, chắc chắn bây giờ cậu ấy là bạn gái anh ta thật. Tĩnh Văn im lặng một chút. Cô đương nhiên biết Tác Bân, anh ta là nam sinh duy nhất cô có thiện cảm trong trường, có thể nói là dạng đẹp trai không có đối thủ. Anh Tuấn không cần phải nói, lại còn đa tài đa nghệ. Năm đó những nữ sinh theo đuổi anh ta, nói thêm một người thêm sức mạnh không sai chút nào, nhưng anh ta dường như không gây ra một cái tin xấu nào. Lúc trước khi tốt nghiệp, Tác Bân lại bắt đầu theo đuổi cô. Tĩnh Văn lúc đó tuy là hoa khôi của trường nhưng rất khiêm tốn. Vì sự khiêm tốn của cô, đến lúc xếp hàng cô cũng không có đứng hàng một. Nói thật là năm đó Tác Bân theo đuổi cô không thấy ghét. Có lẽ thực như Tiểu Lôi nói, nếu không phải là cận kề tốt nghiệp, có lẽ cô thực sự đồng ý anh ta theo đuổi. Thậm chí sau khi tốt nghiệp cô còn đặc biệt chú ý Tác Bân. Sau khi nghe anh ta đầu quân vào giải trí, Tô Tĩnh Văn không còn chú ý anh ta nữa. Không ngờ họp mặt bạn bè này anh ta cũng đến. Phải biết rằng Tác Bân và bọn họ không cùng lớp, thậm chí không cùng khoa, y chẳng nhẽ nào cũng giống Uông Bằng. Ha ha, nghe Dư Hà nói hôm nay bạn học Yến Đại tụ tập tại đây tôi cũng tới. Có vẻ tôi khá được hoan nghênh nhỉ, nhiều bạn lâu lắm mới được gặp. Tác Bân nói liếc mắt toàn cảnh dường như người nào cũng bị y liếc qua. Anh chàng đẹp trai này bây giờ lội xanh như minh tinh điện ảnh, sao còn quan tâm đến những cái rễ cỏ bọn tôi. Một nữ sinh nói một cách chua chát. Tác Bân thấy Tiểu Lôi ngồi cạnh Tĩnh Văn, lập tức mắt sáng nói: Hả, nổi danh thì không dám nhận, tôi bây giờ chỉ là mới quay quảng cáo, nhưng nếu cậu xem trọng, cậu có thể chọn ảnh hoặc ký tên tùy cậu. Nói xong không ngờ nữ sinh này nói anh ta đi đến chỗ Tĩnh Văn. Tĩnh Văn đã lâu không gặp, nụ cười Tác Bân vẫn thu hút được như trước. Tĩnh Văn vẫn nằm khẽ mỉm cười: Bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi, cậu không gặp bọn tớ nhưng bọn tớ lại thấy cậu trên màn ảnh thường xuyên. Tiểu Lôi cũng nói: Đại minh tinh, nếu cậu thực sự như là hốc quang trên quảng cáo có thể bay nhảy chục thước, tớ lập tức theo đuổi cậu. Tác Bân chưa nói thì Tĩnh Văn lại cười: Đại minh tinh Tác, không cần cậu theo đuổi, người theo đuổi cậu ta một đống cơ. Người theo đuổi có nhiều đi chăng nữa không bằng hai người đẹp trước mặt. Tác Bân liền cười, anh ta ngừng một chút rồi nói tiếp: Tĩnh Văn, bộ phim mới tớ mới nhận, thấy cậu rất thích hợp làm nữ chính, cậu xem có hứng hay không? Tiêu Lôi, nếu cậu thích. Tớ thấy thích hợp nữ chính hai. Thật sao? Phim gì? Tiêu Lôi liền hỏi một cách lắm lời. Tĩnh Văn thì lại khẽ mỉm cười. Cô tuy không phải diễn viên nhưng rất rõ cái chuyện hư hỏng giới giải trí, liền đứng dậy nói: Xin lỗi nhé, tớ không có hứng thú với cái này. Cậu tìm Tiêu Lôi đi, tớ về trước. Tiêu Lôi khi nào thì ghé qua nhà tớ nhé. À, Tĩnh Văn, cậu đi rồi à? Chờ đã, tớ đi cùng cậu, tớ còn có một chuyện quan trọng muốn hỏi. Nói xong Tiêu Lôi lập tức đứng lên. Tĩnh Văn, không phải cậu vừa thấy tớ là phải đi rồi chứ? Hội gặp gỡ bạn bè này chưa kết thúc cơ mà, cũng chưa bắt đầu. Tác Bân niệt nói. Bây giờ anh ta mới phát hiện Tĩnh Văn còn xinh hơn mấy phần so với hoa hậu giảng đường năm nhất Yến Đại. Chả trách lại thích cô, nếu hôm nay anh ta không đến thì không biết Tĩnh Văn lại xinh đẹp tới thế. Tĩnh Văn chỉ cười nói: Không phải đâu, tớ thực sự có việc mà. Vừa thấy Tĩnh Văn đến chưa lâu đã đi, nhiều bạn bè muốn giữ lại nhưng cô quyết phải đi. Cô phát hiện bạn học ở đây gặp gỡ toàn là xa lạ, có ở cùng nhau cũng không có cảm giác như trước, có tiếp tục ở lại không có ý nghĩa. Được, vậy tớ tiễn các cậu. Tác Bân liền đi theo. Tĩnh Văn quay đầu lại nói: Không cần đâu Tác Bân, tớ có xe mà. Tác Bân cười ha ha: Tớ cũng chuẩn bị đi rồi, nhưng cậu lại có xe, tớ thì lại không có, muốn đi nhờ xe cậu một chút. Tĩnh Văn do dự một lúc lại nhíu mày nói: Xin lỗi Tác Bân, xe của tớ từ trước đến giờ không có nam sinh ngồi nên. Tĩnh Văn chợt nghĩ tới Diệp Mặc, không phải hắn từng ngồi xe mình sao? Chương 160, tận diệt. Tác Bân hơi nghẹn lời nhưng nháy mắt trở lại bình thường liền nói: Tớ tiễn các cậu xuống dưới được chứ? Tĩnh Văn không ghét Tác Bân, tuy sau khi anh ta gia nhập giới giải trí, ấn tượng Tĩnh Văn về anh ta hạ thấp nhưng cũng không đến nỗi giống Uông Bằng. Có vừa thấy là thấy khó chịu.
Sau khi nói mấy câu, ba người liền đến cạnh chiếc Audi màu đen. Tắc Bân đứng lại, quay đầu nói: "Đây là xe của tớ, các cậu xem." Tĩnh Văn nhìn Audi một cách nghi ngờ: "Vừa nãy không phải cậu nói cậu không có xe, sao bây giờ lại có xe?" Tiểu Lùi nhìn bác Tắc Bân với vẻ nghi hoặc. Tắc Bân bỗng lùi xa một cái túi phun sương nói: "Vì cái này." Nói xong liền giờ cái bình phun vào mặt Tĩnh Văn và Tiêu Lôi. Cậu, Tĩnh Văn trước khi hôn mê là không nghĩ rằng hot boy của trường năm đó lại là đê tiện như vậy. Tắc Bân nhìn Tĩnh Văn và Tiêu Lôi hôn mê, nhìn bình dịch trong tay nói: "Không ngờ hiệu quả tốt như vậy." "Tất là hiệu quả rồi, cái này tôi bỏ ra nhiều sức lực mới lấy được đấy." "Tắc Bân, cậu làm được đấy, yên tâm đi. Chuyện tôi đồng ý với cậu, tôi chắc chắn làm." Một tiếng nói đằng sau Tắc Bân. Tắc Bân không hề ngạc nhiên mà nói: "Chuyện mà thiếu gia bảng giao cho tôi nhất định làm tốt. Nhưng không ngờ mấy năm không gặp Tĩnh Văn trở nên xinh đẹp như thế." Uông Bằng lại nói: "Nhanh kéo hai người này vào trong xe." Đợi sau khi kéo Tĩnh Văn Tiêu Lôi vào xe, Uông Bằng mới nói: "Có đẹp hơn cậu cũng chỉ có thể chơi Tiêu Lôi thôi, Tĩnh Văn thì cậu đừng có mơ." "Đó là đương nhiên." Tắc Bân cười ngượng một tiếng. Lạc Thương. Tỷ Vũ Học Dân bị Thiết Lan Sơn giải quyết một cách cứng rắn, nhưng vẫn là Hưu Nhàn Vực Ngoại vẫn là cơ quan đầu lão của Thiết San. Lúc này, tại hầm ngầm Hưu Nhàn Vực Ngoại, không những có người đàn ông tranh giành Không Minh Thạch với Diệp Mặc, mà còn là có người đàn ông tóc dài ngoài hội họp ở đó. "Vương Xuyên, sư phụ nói sao?" Người đàn ông lạnh lùng nói. Người tóc dài nói: "Sư phụ vừa gọi điện đến, ông nói loại cỏ này tên là Ngân Diệp, một trong những dược liệu vô cùng có giá trị tại cổ võ tu truyền. Cứ cho là trong ẩn môn cũng là thảo dược quý giá nhất. Sư phụ nói chúng ta làm rất tốt. Bây giờ ông ta đã gieo mầm cỏ ở đó. Hai ngày nữa sư phụ lại tới Lạc Thương." Người đàn ông lạnh lùng thở phào nhẹ nhõm. Lần trước mất thạch cảm ứng tinh thần, lúc sư phụ nghe tới rất tức giận. Hơn nữa lúc này sư phụ bế quan cũng không đột phá gì. Nếu thạch cảm ứng đó, nói không chừng là sư phụ đột phá. Thấy người kia thở phào nhẹ nhõm, Vương Xuyên lại nói: "Hứa Mộc, sư phụ vẫn là canh cánh trong lòng việc mất thạch cảm ứng lần trước. Tuy lần này chúng ta may mắn tìm được Ngân Diệp, nhưng đối với việc mất thạch cảm ứng vẫn không thể buông lỏng. Sư phụ cho rằng nếu có thể phát hiện Ngân Diệp ở Lạc Thương thì rõ ràng thạch cảm ứng cũng có thể ở đây, nói không chừng trong tay cùng một người. Vì thế sư phụ hai ngày nữa sẽ là tự tới kiểm tra. Chúng ta đừng có đi rút dây động rừng nữa. Nếu sư phụ tìm thấy thạch cảm ứng ở Lạc Thương, có thể đột phá là chuyện vô cùng chắc chắn." Hứa Mộc lắc đầu: "Chắc là không. Tôi có hỏi qua Du Nhị Hổ, người có Ngân Diệp, anh ta căn bản là một thầy lang. Chắc anh ta đem Ngân Diệp làm thành dược liệu. Anh ta vốn là người bình thường, không đáng hoài nghi." Vương Xuyên gật đầu nói: "Cũng đúng, sư phụ đích thân tới kiểm tra. Chỉ cần người đó ở Lạc Thương, tin chắc chắn chạy không thoát khỏi lòng bàn tay sư phụ. Nhưng sợ đằng sau lưng Du Nhị Hổ còn có người. Gọi Ngô Hoàng qua đây, giúp lại người đứng đằng sau Du Nhị Hổ hỏi lại." Hứa Mộc nghe lời, Vương Xuyên lập tức nói với tiểu đệ bên cạnh: "Vâng." Tiểu đệ làm việc rất nhanh, Ngô Hoàng xuống mật thất dưới đất trong thời gian ngắn nhất. Ngô Hoàng lúc đầu vốn là người của Vũ Học Dân, sau đó anh ta bị sụp đổ, y lập tức chuyển hướng về Hứa Mộc và Vương Xuyên. Y không để lộ ra toàn bộ sự tình của Vũ Học Dân mà làm việc cũng nhanh nhẹn, điều này làm cho Hứa Mộc và Vương Xuyên khá hài lòng. "Ngô Hoàng, cậu biết đằng sau Du Nhị Hổ là người thế nào không?" Hứa Mộc và Ngô Hoàng quay lại khá vừa lòng hỏi. Ngô Hoàng lập tức nghĩ tới Diệp Mặc nói: "Anh ta còn có một sư phụ tên là Diệp Mặc, mà quan hệ Diệp Mặc với Vũ Học Dân rất gần. Lần trước việc em họ Vạn Kế Hoa chính là Diệp Mặc nhờ Vũ Học Dân giải quyết. Anh ta lại là một người sư phụ quen biết Vũ Học Dân, sao cậu không báo chuyện này?" Hứa Mộc lập tức nghĩ tới cái chuyện thạch cảm ứng. Ngô Hoàng nghe lời chất vấn của Hứa Mộc hơi lạnh lùng nói: "Vì gần đây em phải giải quyết rất nhiều chuyện nên em không để ý, mong anh hứa bỏ qua." Vương Xuyên cũng nói: "Ngô Hoàng gần đây đúng là cậu rất bận, cậu cũng làm rất nhiều việc. Hơn nữa cậu ấy cũng không biết Diệp Mặc có liên quan tới cỏ Ngân Diệp. Hơn nữa giá của cỏ Ngân Diệp chúng ta không phải cũng mới biết sao, không nên trách cậu ấy." Hứa Mộc gật đầu: "Nếu Du Nhị Hổ đã có sư phụ Diệp Mặc quán, vậy thì chúng ta bây giờ lên đi một chuyến gặp tên Diệp Mặc đó được." Vương Xuyên gật đầu: "Cũng được, Hứa Mộc, tôi đồng ý với ý kiến của cậu. Dự đoán của sư phụ có lẽ là thật. Tên Diệp Mặc đó không chừng là người lấy đi thạch cảm ứng của chúng ta." Bốp bốp, tiếng vỗ tay đơn điệu vang giữa cửa. Cùng lúc đó một giọng lạnh lùng vang: "Được lắm, các người rất thông minh. Thạch cảm ứng mà các người nói đúng là do ta lấy. Ồ, ta chính là Diệp Mặc.
để cho mấy người không phải vất vả chạy đi một chuyến, ta là cố ý tới đây. Ai? Dù nghe Diệp Mặc nói mình là Diệp Mặc, nhưng Ngứa Mộc và Vương Xuyên vẫn bị giọng nói đó bỗng dưng cất lên, làm dọa cho một vố. Phải biết rằng tầm hầm dưới đây là cái tầng hầm phòng hộ, lớp bảo vệ dày đặc, người ngoài sao có thể tới? Diệp Mặc, sao anh vào được? Hứa Mộc và Vương Xuyên không quen Diệp Mặc nhưng Ngô Hoàng lại biết. Diệp Mặc cười nhạt một cái nói, tất nhiên ta đi vào rồi. Hứa Mộc và Vương Xuyên phản ứng lại, trên mặt lạnh lùng của Hứa Mộc hiện lên một sự độc ác. Không cần biết Diệp Mặc vào đây bằng cách nào, nhưng đã vào không thể ra. Thạch cảm ứng là may trộm. Hứa Mộc nhận ra Diệp Mặc là người tranh giành mua tảng đá đó với hắn. Câu nói đầu tiên chính là thạch cảm ứng hắn quan tâm nhất. Diệp Mặc nhạt một tiếng, hắn lấy khẩu minh thạch từ trong nhẫn chữ vật ra, dùng nó chưa tới một nửa nói, đổ ngu, đây gọi là không minh thạch, đúng thế là tao lấy. Ở đây còn một lửa đây này. Mặt Hứa Mộc lộ vẻ mừng rỡ, y không ngờ Diệp Mặc ngốc đến thế, còn là tự đầu chui vào giọng y vội nói, bắt hắn lại. Hứa Mộc vừa dứt lời, mấy chục tên từ tầng hầm xông lên bắt Diệp Mặc, có thể thấy rằng mấy cái tên này đã chuẩn bị xong từ lâu. Diệp Mặc dù không chuẩn bị nhưng hắn không cần, mấy chục tên thiết giang hắn chả thèm dùng sao, đá thẳng một chân là một đống làm la liệt, một cái mảnh chân ảnh hiện thình thịch. Hơn chục cước của Diệp Mặc trúng mục tiêu, hơn nữa mười mấy tên kia bị hắn đá trúng, sau khi bay ra ngoài rơi xuống đất không ai có thể nhúc nhích, rõ ràng một cước của hắn có thể đá chết một tên thiết giang. Hứa Mộc và Vương Xuyên hoảng sợ, họ biết Diệp Mặc nếu đã dám vào đây rõ ràng có bản lĩnh, không ngờ bản lĩnh hắn lợi hại như thế. Tuy hai người bọn họ đối phó với mấy cái tên này không có vấn đề, nhưng không giống Diệp Mặc giải quyết dễ dàng như thế, hơn nữa là một mình hắn. Hai người bọn họ vốn định tranh thủ Diệp Mặc giải quyết mấy tên đàn em để tiến lên giáp công, không ngờ họ thấy một cái mảnh chân ảnh. Sau đó mấy người bên này là hoàn toàn bị hạ gục. Diệp Mặc cũng hài lòng với chân pháp này của mình, chiêu này là hắn vẫn tham khảo từ chỗ Điều Cường. Lúc đầu mười mấy cước của Điều Cường đúng không tệ, nhưng không những là tốc độ nhanh, lực cũng đủ. Diệp Mặc lấy đó chỉ sửa một chút, chiều đó thành của hắn. Ngô Hoàng Quang hành sợ Diệp Mặc nhìn. Bản lĩnh Diệp Mặc dường như nằm ngoài dữ liệu của anh ta, chả trách có thể kết giao với học sân. Điều làm Ngô Hoàng kinh hãi không phải bản lĩnh Diệp Mặc mà là thái độ giết người không chớp mắt của hắn. Cho dù hắc bang đánh nhau cũng không nơi nào dám giết mười mấy người ở một thành phố, nhưng Diệp Mặc lại giết mười mấy người trong chớp mắt. Hơn nữa sau khi giết người, Diệp Mặc lại rất bình tĩnh, dường như hắn giết không phải là người mà là giết mấy con kiến. Thủ đoạn của các hạ thật ác độc, không ngờ vội giết người như vậy. Vương Xuyên giết người giống như trò đùa thầm ớn lạnh. Anh ta và Ngô Hoàng giống nhau, thấy hắc bang đánh nhau nhiều nhưng phần đông đều nói là độc ác, chém cũng độc ác, người bị chém thực sự không phải là nhiều. Diệp Mặc thản nhiên cười, tối nay tao đến đây là để giết người, đây mới chỉ là bắt đầu, mày vội làm cái gì? Mày rốt cuộc là ai? Dẫu cái gì dám chọc giận thiết giang ta? Hứa Mộc cũng bị thủ đoạn giết người của Diệp Mặc làm ớn lạnh. Diệp Mặc cười ha hả nói, tao chọc giận thiết giang của mày không phải vừa rồi mày nói là đi gây chuyện với tao sao? Hứa Mộc nghẹn lời, Diệp Mặc cũng chả thèm để ý hắn nói tiếp. Nói đến gây chuyện với thiết giang thì tao cho mày biết, lần trước nếu không phải vì nể Vũ Học Sơn, tao tiêu diệt thiết giang lâu rồi. Thiết giang của mày có đủ tư cách gây chuyện với tao sao? Mấy hôm trước tao từ Sena về giết Thiên Long Đầu, không ngờ lại phải tới giết thiết giang nhanh như thế. Sự chạm trán con người đúng là thần kỳ. Cái gì? Thiên Long Đầu là do mày giết? Hứa Mộc và Vương Xuyên cuối cùng không cách nào giữ bình tĩnh, bộ dáng vô cùng kinh hãi. Chương 161. Thiết giang lạc thương bị diệt. Cậu giết Thiên Long Đầu thì làm sao? Thiên Long Đầu trước mặt tôi cũng giết như vậy. Vương Xuyên nhịn được lỗi khiếp sợ trong lòng cổ vũ cho mình dũng khí, sau đó đột nhiên nhảy về phía Diệp Mặc. Anh ta cố ý không để đến Diệp Mặc đến đây giết chết Thiên Long Đầu, đó là thủ lĩnh Nam Thanh, lại không phải gặp nhau lời ngõ hẹp. Diệp Mặc nhìn khí thế dọa người của Vương Xuyên, còn có nắm tay rung động ao ao. Vương Xuyên kém quá xa so với Lang Cực, thậm chí chỉ hơi mạnh hơn Phác Đông Hoàng gặp ở Linh Hải một chút, chính là mạnh mẽ cũng có giới hạn. Diệp Mặc chưa động đậy, chỉ đợi Vương Xuyên. Lúc Vương Xuyên sắp tiếp cận hắn, tay của hắn mới đánh tới chân của Vương Xuyên, vẽ một nét hư không. Đây là lần đầu tiên trong chiến đấu Diệp Mặc sử dụng phong đao, nếu như không phải là luyện khí tầng 3 hắn cũng không cần động thủ vạch ra, thậm chí một động tác tay là được. Dù sao hiện nay Diệp Mặc mới là luyện khí tầng 3,
Phong Đào còn cần động tác tay để tổ hình. Hơn nữa Trần Nguyên hiện nay Diệp Mặc cũng không có cách nào tiếp tục sử dụng Phong Đào, nhiều nhất chỉ là thi triển 5-6 lần. Hứa Mộc nhìn Diệp Mặc không hiểu vì sao không nhúc nhích gì, sau đó vạch một cái đường hư không, lập tức ngây ngốc. Diệp Mặc đang làm gì? Mắt thấy Lâm Đấm Vương Xuyên sắp đánh tới Diệp Mặc, Hứa Mộc cũng vui vẻ bất ngờ, y không nghĩ ngợi liền rút ra dao ngắn từ eo vọt tới. Tốc độ Hứa Mộc nhanh hơn nhiều so với Vương Xuyên, không ngờ xuất phát sau mà tới trước. Còn dao ngắn của y đồng thời bảo vệ hông Diệp Mặc, phập phập hai tiếng. Hứa Mộc cảm giác con dao ngắn của y đâm trúng Diệp Mặc trong lòng vui sướng, hóa ra hắn cũng chỉ như vậy. Nhưng mà ngay lập tức cảm thấy không đúng, con dao ngắn của hắn nếu chém trúng Diệp Mặc hẳn không phải âm thanh thuộc ra như vậy. Hứa Mộc đang muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra, liền thấy một lòng bàn chân đá tới gần mặt y. Y thậm chí đến phản ứng tránh cũng không có, liền bị đá bay xa mấy mét. Còn Vương Xuyên bổ nhào trên không trung, bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh cắt về phía anh ta, cảm giác quái dị, nếu như trong tay có đồ gì đó. Đấy là anh ta thực muốn chắn một chút. Ý nghĩ này còn chưa có tiêu toàn, anh ta cảm thấy đôi chân của hắn bị lạnh rét qua. Anh ta phát hiện chân chợt nhẹ bẫng, dường như đau đớn truyền tới. Ngay sau đó anh ta không có cách nào tiến đến trước, rơi trên đất, hoảng sợ nhìn đôi chân trống rỗng bị chặt đứt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắc Mộc liền lập tức bỏ lên, chưa kịp thấy may mắn y chưa bị trọng thương thì cảm thấy cổ ngọt ngọt, liền trực tiếp phun một búng máu. Lúc này y mới cảm nhận được lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn khó chịu như bị lệch vị trí. Nhưng Hứa Mộc không có tâm tình kiểm tra thương thế của y mà dừng bước ngơ ngác, cầm con dao ngắn từ duy của y duy nhất ngừng trệ. Trong đầu trước sau chỉ lưu chuyển một câu nói: Vương Xuyên sao vô cớ rơi xuống rồi gãy hai chân, lẽ nào vẽ một lẽ được hư không có thể chặt đứt hai chân. Nhìn Vương Xuyên lăn lộn trong vũng máu, Hứa Mộc hoảng sợ phản ứng lại lùi về sau mấy bước theo bản năng. Ngô Hoàng nhìn cảnh máu tanh trước mặt, sắc mặt tái nhợt. Cho dù y trà trộn nhiều năm trên đường đời cũng không có gặp cảnh tượng máu tanh như vậy, mà Diệp Mặc đối với cảnh máu me này thần sắc bình tĩnh, dường như thứ chảy trên mặt đất không phải là máu mà chỉ là một chậu nước mới đổ. Tiện tay vẽ một nét có thể chém đứt hai chân Vương Xuyên, đây là bản lĩnh cỡ gì? Hứa Mộc không ngừng hỏi chính y, cho dù chính sư phụ cũng không làm được. Diệp Mặc căn bản không phải người Hứa Mộc y có thể cản, chả trách hắn có thể trong tình huống y không chút phát hiện lấy đi đá cảm ứng tinh thần. Nếu như ban nãy hắn vẽ vào hư không trên đùi như vậy, không phải là dùng chân đạp mặt y thì thế nào? Hứa Mộc cúi đầu nhìn hai chân theo bản năng, sắc mặt âm u trở nên trắng bệch. Lách cách một tiếng, Hứa Mộc cuối cùng không cách nào chịu đựng được sự sợ hãi trong nội tâm, con dao ngắn rơi trên đất phát ra thanh âm thanh thúy. Diệp Mặc đi đến bên chiếc ghế ngồi xuống, lúc này nhìn Ngô Hoàng nói: Ta đã nói lần trước không hủy thiết giang nơi này là để cho học sơn mặt mũi, nhưng mà các người lại chọc giận đến ta. Hơn nữa, còn nhận được Vũ Học Dần một cái ân tình. Vì vậy hôm nay tôi liền là tận diệt các người. Cậu gọi điện cho người cầm đầu của bọn cậu tới, tôi lười đi tìm. Nghe xong lời Diệp Mặc, mặt Ngô Hoàng lại cắt không còn một giọt máu. Hóa ra hắn nói tận diệt là ý tứ này, chả trách hắn ban nãy nói mới bắt đầu. Cậu ta luôn cho rằng lần trước Diệp Mặc tìm Vũ Học Dần xin xỏ, giờ mới biết hóa ra Diệp Mặc là để cho Học Dần mặt mũi. Từ đầu tới cuối hắn không hề đặt thiết giang trong mắt. Diệp Mặc nói xong không hề để ý Ngô Hoàng mà là chuyển hướng về phía Hứa Mộc. Lúc nãy tôi không giết cậu, thậm chí không để cậu bị thương nặng. Bây giờ cậu trả lời tôi mấy câu, đừng khiến tôi tâm tình không vui. Câu hỏi đầu tiên, cậu phát hiện cỏ ngân tâm thế nào? Cỏ ngân tâm? Nhưng mà Hứa Mộc lập tức phản ứng lại. Cái mà Diệp Mặc nói có lẽ là ngân diệp. Hứa Mộc nhìn Vương Xuyên vẫn hôn mê dưới đất, lau mồ hôi lạnh trên trán theo bản năng. Y cảm thấy tay y cũng run rẩy. Y thậm chí cảm giác Diệp Mặc mới thực sự là đèn tối hỗn độn. Thiết giang của bọn y so với hắn nói đơn giản là thiện lương hơn không thể thiện lương hơn được nữa. Ở thiết giang mười mấy năm, Hứa Mộc đã thấy sư phụ giết người. Hơn nữa y cũng từng thấy giết người còn không chỉ một người. Nhưng so Diệp Mặc trước mắt, y cảm thấy mình chính là một cái lão bà 80 tuổi. Lại nhìn ánh mắt bình tĩnh Diệp Mặc, nghĩ tới cú đá bàn nãy vào mặt y, Diệp Mặc có nói vẫn không phải đòn sát thủ. Hứa Mộc biết Diệp Mặc nói là sự thật, từ cú đá hiểm bàn nãy của hắn có thể thấy được hắn thực sự không có ra đòn sát thủ. Y cũng chịu không nổi cái kiểu hít thở không thông nặng nề, có chút kinh sợ mở miệng: Tôi trời sinh tương đối mẫn cảm với những dược liệu quý và khoáng thạch, thậm chí ngoài 10-20 mét tôi có thể cảm nhận được, bởi vì tôi phải thường trú ở Lạc Thương, vì thế chuẩn bị mua một cái biệt thự. Vừa may biệt thự Du Nhị Hổ có người bán, tôi liền đi xem, kết quả phát hiện ra ngân diệp. Lúc ấy tôi cảm ứng thấy thứ này không đơn giản, gọi điện thoại hỏi sư phụ, sư phụ để tôi lập tức nhổ mang về Hồng Kông.
Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Hứa Mộc. Mẫn cảm đối với linh vật, điều này chính là thiên căn, chính là ở tu chân giới. Thiên linh căn cũng là ngàn năm không gặp. Không ngờ trái đất thiếu nguyên khí che giấu lại có thể gặp thiên linh căn. Linh căn của Hứa Mộc nếu đặt ở tu chân giới đúng là nhân vật vô số phái cướp đoạt. Thật lâu sau Diệp Mặc bình tĩnh lại, hắn thực sự không ngờ ở đây lại có thiên linh căn. Điều này nếu Hứa Mộc tu chân, cho dù là thiếu nguyên khí, tiến độ chắc chắn nhanh hơn hắn rất nhiều. Tuy Diệp Mặc hiện tại chưa biết hắn rốt cuộc là linh căn gì, nhưng có thể tu luyện hắn là có linh căn. Mà tốc độ tu luyện thấy linh căn của hắn của Olex cũng không quá cao. Ngay khi Hứa Mộc kinh nghi bất định nhìn Diệp Mặc bỗng nhiên lần nữa vùng tay lên. Một bàn tay Ngô Hoàng đang gọi điện thoại rơi xuống đất. Ngô Hoàng và Hứa Mộc kinh hãi nhìn Diệp Mặc, không biết hắn tại sao vô duyên vô cớ chém một tay Ngô Hoàng. Diệp Mặc lại thản nhiên nhìn Ngô Hoàng nói, cậu còn 3 cơ hội gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng mà sau 3 lần, cậu không còn tay chân để ấn số điện thoại. Ngô Hoàng lập tức run lên, cậu ta bàn ấy căn bản không để Diệp Mặc nhìn thấy điện thoại cậu ta gọi. Diệp Mặc sao biết cậu ta gọi báo cảnh sát? Nhưng lời đằng sau Diệp Mặc cậu ta lập tức hiểu. Nếu như cậu ta không nghe lời, tay chân phía dưới dường như cũng bị chém. Diệp Mặc dường như rất thích chém tay chân, người này quá kinh khủng. Rất nhanh Ngô Hoàng phát hiện ra cánh tay của cậu ta bị chém đứt nhưng máu chảy rất chậm. Không cần nhìn nữa, không để cổ tay của cậu chảy máu quá nhiều là để cậu làm việc nhanh một chút. Nếu như lầm ba lầm bầm, cậu không cần gọi điện nữa. Nói xong giọng lạnh lùng Diệp Mặc chuyển tới. Diệp Mặc nói xong nhìn Hứa Mộc nói, sư phụ cậu không phải người trong ẩn môn sao? Cách tiến vào ẩn môn cậu biết không? Còn mục đích sư phụ cậu muốn đá không mình và cọ ngân tâm làm gì? Hai tiếng sau Diệp Mặc đi ra bên ngoài nghỉ ngơi tầng hầm của Hưu Nhàn vực ngoại. Lần này hắn không nương tay, lãnh đạo tiết ra người lạc thường dường như bị hắn diệt toàn bộ. Ở giữa ngoại trừ phải giúp đỡ học dần ra, Diệp Mặc còn biết nếu hắn muốn lưu lại lạc thương, loại thế lực lành vẫn là diệt trừ thì tốt hơn. Trong một đêm này, đây là lần giết người nhiều nhất khi hắn chủng sinh. Cho dù lần trước ở sa mạc hắn cũng không giết nhiều như vậy. Qua câu lửa cuối cùng cũng khiến chứng cứ hóa thành tro tàn. Đá không mình bị sư phụ của Hứa Mộc cho là đá cảm ứng tinh thần. Điều này cho thấy trên trái đất chắc chắn có đá không mình, bằng không nhà đạo nhân sẽ không biết loại đá này. Hơn nữa theo lời Hứa Mộc nói, nhà đạo nhân còn biết làm thế nào tiến vào ẩn môn, bởi vì bản thân ông ta chính là đệ tử ẩn môn. Điều này khiến Diệp Mặc mong đợi, mặc kệ nhà đạo nhân hiểu được giá trị ngân diệp hay thế nào là tiếp tục tiến vào ẩn môn, Diệp Mặc đều phải tra cho rõ. Tuy người trong ẩn môn không xuất thế, ai biết được ngày nào bỗng nhiên cao thủ ẩn môn đến vây đánh hắn. Những cái điều này không thể không phòng, ít nhất nếu có thể tiến vào ẩn môn, hắn cũng phải đi thăm dò thực lực thực sự ẩn môn. Hiện tại tu luyện của Diệp Mặc dường như không thấy tiến triển. Điều này cũng không phải dựa vào sự cố gắng có thể bù lại được. Cho dù là ở tu chân giới, đến luyện khí tầng thứ 12, dù mấy chục năm cũng rất bình thường. Có người thậm chí cả đời không có cách nào luyện tới đỉnh cao luyện khí. Còn có 2 ngày nhàn đạo nhân sẽ tới lạc thương. Có lẽ lúc đó, hắn liền có thể từ miệng ông ta lấy ra thứ gì đó hữu dụng. Chết cũng biết nhiều hơn so với hòa thượng Ngô Quang. Hoặc có thể nói ra, Ngô Quang kia không nói Diệp Mặc không thể dùng thủ đoạn sức mạnh, nhưng nhàn đạo nhân không nói đừng trách hắn không khách khí. Diệp Mặc cả thiết sang của lạc thương tận diệt rồi, lại rời đi như không có việc. Nhưng ngày hôm sau lạc thương trở nên hỗn loạn, tất cả người thiết giang mới phát hiện ra lãnh đạo bọn họ không thấy nữa, hơn nữa biến mất hoàn toàn. Sự kinh hoàng bao trùm toàn bộ thế giới ngầm của lạc thương. Rất nhanh có người phản ứng ra thiết giang của lạc thương chắc hẳn xảy ra vấn đề, phần đông bọn lâu là đều là bỏ chạy. Chương 162. Thủ đoạn của Tổ Tĩnh Văn. Tổ Tĩnh Văn và Tiêu Lôi rất nhanh tỉnh lại. Tĩnh Văn phát hiện ra cô với Tiêu Lôi bị đưa tới một căn phòng. Tay hai người dù không bị trói chặt nhưng người mệt mỏi không cách nào phản kháng. Tĩnh Văn nhìn Uông Bằng và Sách Bân ngồi trước mặt lập tức hiểu cô và Tiêu Lôi bị thuốc mê. Chuyện Tiêu Lôi gặp phải nhiều người so với Tĩnh Văn lúc này đương nhiên hiểu. Các người muốn thế nào? Tiêu Lôi không thèm nhìn Tắc Bân. Nếu như lâu lâu trước đây Tắc Bân còn là một người đàn ông đẹp trai tiêu sái, hiện giờ trong mắt Tiêu Lôi y chỉ là một cái tên cặn bã. Vốn sau khi chuẩn bị, Tiêu Lôi và Tĩnh Văn chất vấn, Tắc Bân phải giải thích một phen.
Y không ngờ tới Tiêu Lôi và Tĩnh Văn căn bản liền coi y như không khí. Điều này phá hỏng tâm tình của y. Uông Bằng, anh thật hèn hạ. Cho dù anh dùng cách này có được tôi, anh cho rằng bản thân anh chạy được sao? Trừ khi anh giết tôi. Tuy nhiên dù giết tôi, tin rằng anh cũng không sống an ổn. Nếu xảy ra chuyện, anh cho rằng bố tôi và các quan chức có thể bảo vệ anh sao? Đừng có mơ. Tĩnh Văn thoạt nhìn tỉnh táo dị thường, có chỉ cần khiến Uông Bằng kiêng kỵ, tác bần căn bản không đáng nhắc. Trong mắt Uông Bằng lộ ra ánh mắt không thèm lý. Tĩnh Văn, anh đối với em thế nào? Lẽ nào em không rõ? Lúc bác cái bị bệnh, anh giúp em chạy đi chạy lại liên hệ bệnh viện, nhưng em đối xử với anh thì sao? Nói là vô tình vô nghĩa cũng không quá đáng. Em cũng biết ý tứ bố em giới thiệu em cho anh. Bố anh tuy là trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng đối với tiền đồ của bố em có tác dụng quan trọng. Huống hồ Uông Bằng anh có chỗ nào không xứng với em? Tĩnh Văn cười lạnh một cái. Lần này lời gì cũng không có nói. Tĩnh Văn, vài năm không gặp, em nịt đối xử như thế, anh cảm thấy có lỗi với em. Tuy nhiên anh cũng là vì tốt cho em. Anh nói với em sắp quay một bộ phim là thật. Lần này nhà họ Tống đầu tư, Bằng thiếu gia là người phát ngôn. Bộ phim này anh là diễn viên chính, em là nữ chính, chẳng phải tốt sao? Anh dám chắc em sẽ thành danh. Huống hồ điều kiện Bằng thiếu gia em cũng biết, đối với em không có hại. Tác Bần thấy không có ai để ý đến cậu ta, lập tức nhịn không được nói. Tiêu Lôi bỗng nhìn ra Tác Bần lạnh lùng nói, vô sỉ. Sắc mặt Tác Bần lập tức khó coi, nhìn chằm chằm Tiêu Lôi nói, Tiêu Lôi cô đừng đề cao mình, là này cô hoàn toàn là vật đi theo. Nếu như cô muốn đi theo Tô Tĩnh Văn, đừng trách tôi không khách khí. Bằng thiếu gia tôi giúp Tiêu Lôi xóa đi quan điểm của cô ta trước. Thấy Tác Bần muốn đến kéo quần áo của Tiêu Lôi, Tĩnh Văn bỗng nhiên dâng lên một cái loại tuyệt vọng. Không phải cô ta thất vọng Tác Bần, mà là thất vọng con mắt cô ở lúc đại học sao mà kém như vậy. Không ngờ có hảo tầm cái loại cặn bã như thế. Nãy nào vì tên đó quá đẹp trai. Anh đứng lại cho tôi. Tiêu Lôi bình tĩnh, nhưng mà Tác Bần thực sự muốn kéo áo cô. Cô không cách nào duy trì bình tĩnh. Tác Bần tuy dừng lại cười khẽ. Tiêu Lôi, tôi thừa nhận cô rất xinh, nhưng mà tôi ngủ với những cô gái xinh đẹp hơn cô cũng nhiều rồi. Có lẽ đợi cô bước vào giới của bọn tôi, cô cảm giác sự kháng cự của cô là điều buồn cười nhiều thế nào. Đương nhiên tôi biết, hiện tại cô chắc chắn cho rằng tôi nói linh tinh. Mặc kệ có hay không, lần đầu tiên tôi cũng là rất dịu dàng. Tĩnh Văn lạnh lùng nhìn chăm chăm Tác Bần cách đó không xa, im lặng như cũ. Sự bình tĩnh của Tiêu Lôi là giả vờ, nhưng cô không biết sự bình tĩnh của Tĩnh Văn có phải giả vờ hay không. Trải nghiệm của cô tuyệt đối hơn nhiều so với Tĩnh Văn. Tĩnh Văn không có lý do không sợ hãi. Lúc này Tiêu Lôi lại có chút không giúp mà gọi Tĩnh Văn một câu. Cô nhớ tới hôm Lưu Sa Diệp Mặc ở trên trời rơi xuống, cô lại nhớ đến Vương Tiền Quân. Anh với Tác Bần trước mắt có gì không giống nhau? Sự bình tĩnh của Tĩnh Văn tuy không hoàn toàn là giả, chỉ có một mình cô biết cô đang run. Xe của cô không đồng ý, đàn ông ngồi vào sao đồng ý bị người ta vấy bẩn thân thể. Lúc này đây, tay cô đang nắm một cái tấm bùa thanh thần. Cô không biết bùa này đối với hôn mê tác dụng hiệu quả hay không. Một khi hiệu quả, cô lập tức lém quả cầu lửa. Lúc này sức lực cô chỉ có thể bắt bùa thanh thần mà thôi, lại không thể lém bùa lửa. Nếu giờ lém bùa lửa, sức lực của cô căn bản ném không tới hai người Uông Bằng. Tiêu Lôi, cậu túm lấy váy tớ. Tĩnh Văn bỗng nhiên nói một câu không hiểu ra sao. Tiêu Lôi hơi căng thẳng nhìn chằm chằm vào Tác Bần. Lúc này Tĩnh Văn khiến cô túm lấy váy cô, cô theo bản năng túm lấy váy Tĩnh Văn. Lâm, bùa thanh thần trong tay Tĩnh Văn rơi xuống giữa cô và Tiêu Lâm. Đồng thời cô một chữ Lâm nói ra. Lần này dường như hào phí hết tất cả sức lực, cô ngừng tụ bùa. Uông Bằng theo bản năng nói một câu, còn không đợi y có phản ứng, bùa thanh thần biến thành một cái tia sáng chiếu lạnh lạnh vào người Tĩnh Văn và Tiêu Lôi. Trói bọn chúng lại. Uông Bằng vừa dứt lời, Tĩnh Văn kéo Tiêu Lôi lùi về sau mấy bước, giằng co với Uông Bằng. Sao lại thế? Bằng thiếu gia, không phải cậu nói cái thứ phun xương kia phun lên thì 24 giờ không có sức lực? Sao bọn họ dường như là hồi phục sức lực? Ánh sáng trắng vừa rồi là chuyện gì? Tác Bần kinh ngạc nhìn chằm chằm Tĩnh Văn và Tiêu Lôi. Dù sao hai cô gái này, dù phục hồi thì sức lực thế nào? Ở đây là quán bar, không phải là nhà cô ta. Sắc mặt Uông Bằng khó coi. Bây giờ Tác Bần hỏi y trầm giọng nói, có lẽ là bùa, cô ta có mấy tấm bùa, không ngờ tới thứ này thực sự có tác dụng. Tôi quên mất cô ta còn có chuyện bùa. Cái gì? Tác Bần hốt hoảng nhìn Uông Bằng. Nếu như không phải Uông Bằng thực sự là con nhà quan, cậu ta sớm là chửi là đầu heo. Còn có bùa, cậu ta còn nói là Mao Sơn đạo pháp đó. Đừng nói Tác Bần không tin tưởng, đến cả Uông Bằng cũng không tin bùa Tĩnh Văn mùa thực sự có tác dụng. Sao thế này Tĩnh Văn?
Lúc Tiêu Lôi cũng biết cô ta phục hồi sức lực, kinh ngạc nhìn Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn dùng qua bùa thanh thần, biết bùa này là hàng thật giáng thật. Bây giờ Tiêu Lôi hỏi cô lắm lá bùa cầu lửa trong tay nói: "Cái này lát nữa nói cho cậu." Sắc mặt Uông Bằng biến hóa thật là bất định nhìn Tĩnh Văn và Tiêu Lôi. Y không dám chắc chắn Tiêu Lôi có bùa hay không. Nếu cô ta có loại bùa công kích, y thực sự có chút hàm hồ. Sớm biết như thế thì trói cô ta vào rồi. Lúc lâu sau Uông Bằng mới nghĩ ra, nếu như Tĩnh Văn thực có bùa công kích, bây giờ y xông lên chính là hành vi tìm chết. Hơn nữa, thấy một cánh tay của Tĩnh Văn vẫn luôn để trong túi áo, điều này vẫn khó nói. Nhìn dáng vẻ dùng bùa cô ta, dường như lá bùa này không thể công kích quá xa, y chỉ cần không đến gần là được. Nghĩ tới đây, Uông Bằng không để ý Tắc Bân, cẩn thận đi tới bàn trà trước mặt, bỗng nhiên nhanh chóng cầm một cái cốc giữ nhiệt ném vào đầu Tĩnh Văn. Chỉ cần đánh ngã Tĩnh Văn khiến cô ta không kịp sử dụng bùa thì Tiêu Lôi không đáng lo nghĩ. Khoảng khắc Tắc Bân thấy bằng Uông Bằng ném cốc tới ngây người. Uông Bằng này vừa rồi còn nói là đối xử với Tĩnh Văn thế nào thế kia, bây giờ hạ thủ không quản sống chết. Cái cốc đó nếu ném vào mặt Tĩnh Văn không thể tới đâu. Tô Tĩnh Văn gắt gao nhìn chăm chăm Uông Bằng và Tắc Bân, chỉ cần họ tiến lên phía trước cô sử dụng bùa câu lửa. Cô cũng biết nếu như khoảng cách quá xa, bùa không đánh trúng hai người Uông Bằng họ, cô chỉ có một lá bùa lửa. Cơ hội chỉ có một lần, sau khi Uông Bằng thấy cô dùng bùa, biết rõ cô vẫn còn, nên là liền lộ nghi ngờ với cô. Uông Bằng âm hiểm không ngờ, nhanh cầm ly nước ném về phía cô, Tĩnh Văn lòng lập tức chậm xuống. Cô có hối hận tại sao không chủ động lên công kích trước, ngược lại đợi đến khi hiện tại bị động. Nhưng tốc độ ly nước ném tới cô căn bản không có khả năng ném ra bùa lửa. Bịch một tiếng giỏng vàng khiến tất cả mọi người không nghĩ tới là ly nước nóng không hề ném vào Tĩnh Văn trước. Tĩnh Văn bị một cái quần sáng ngăn trở. Ly nước dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về, ném vào thẳng mặt Uông Bằng. Uông Bằng không kịp hừ, ngã không dậy nổi, rõ ràng bị ném tới ngất đi. Tắc Bân và Tiêu Lôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Bọn họ không cách nào phản ứng lại, nhưng Tĩnh Văn lại phản ứng tốt. Bây giờ tuy cô không biết đây là cái chuyện gì, nhưng cô cũng biết đây là lúc cô phản kích tốt nhất. Tĩnh Văn lập tức cầm bùa qua câu lửa, đứng trước lém vào Tắc Bân một tiếng kêu lấp. Tắc Bân không kịp phản ứng, lập tức bị một đám lửa vây lấy. Cậu ta hét thảm một tiếng lăn lộn trên đất, rất nhanh hôn mê như Uông Bằng. Lửa của quả cầu lửa không giống với thứ khác. Diệp Mặc bán quả cầu lửa cho Tĩnh Văn vẫn là quả cầu lửa cấp thấp, chừa lấy mạng Tắc Bân. Tuy nhiên Tắc Bân bị lửa thiêu đến không ra hình dạng, không những tóc cháy hết, mặt cháy xém một mảng, cỏ rút trên đất thỉnh thoảng co giật. Tĩnh Văn, sao lại thế này? Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Tiêu Lôi cũng kịp phản ứng kiếp sợ nhìn Tĩnh Văn. Cái tớ mới dùng là bùa cầu lửa đánh ngã Tắc Bân rồi, bây giờ chúng ta nhanh chóng gọi điện thoại. Tĩnh Văn thấy Tắc Bân bị lửa thiêu cháy, tuy sợ hãi nhưng càng vui vẻ. Bùa, thực sự là bùa, lẽ nào là Thành Phi nói thật? Tiêu Lôi lầm bầm nói, cái này đợi lát sau rồi nói, gọi điện thoại trước. Tô Tĩnh Văn nói, báo cảnh sát à? Tĩnh Văn bình tĩnh lại. Tĩnh Văn lắc đầu, không thể báo cảnh sát, ai biết Uông Bằng khoai không sắp xếp. Tớ gọi điện thoại cho bố tớ trước. Nói xong Tĩnh Văn lập tức gọi điện cho bố. Sau khi nghe điện thoại, Tĩnh Văn thấy lúc này Tiêu Lôi đã buộc chặt Uông Bằng. Hơi ngây người, cô bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, chính là ánh sáng ngăn trở cái ly của Uông Bằng ban nãy là thứ gì. Chương 163. Hóa ra thực sự là hắn. Tĩnh Văn cảm thấy ánh sáng đó phát ra từ tay cô, thậm chí cô nghe thấy cái tiếng nổ nhỏ. Theo bản năng nhìn cổ tay mình, trên cổ tay đeo một cái vòng khảm 3 viên ngọc, giờ mất một viên. Cô nhìn thật kỹ, thực sự là không thấy. Chiếc vòng tay này vốn là đều bị cô cất vào rồi. Sau đó bởi vì cảm thấy đó là món quà sinh nhật Diệp Mặc tặng cô, cô lại đem tặng Khinh Tuyết 3 viên. Hành động này rất không tôn trọng Diệp Mặc. Huống hồ đây là quà sinh nhật duy nhất cô nhận từ người khác tự tay làm. Vì vậy Tĩnh Văn liền đeo nó trên cổ tay. Chẳng lẽ bàn nãy sự công kích ngăn cản của cái ly kia là do viên ngọc này? Tĩnh Văn thấy không dám tin, lấy vòng tay xuống kiểm tra. Tĩnh Văn, cậu sao thế? Tiểu Lôi mất rất nhiều sức lực mới trói được Uông Bằng. Thấy Tĩnh Văn sững người nói. Tớ hiểu rồi, Tĩnh Văn thì thào. Lục cát bình an, hóa ra chính là ý nghĩa 6 lần bình an. Cô đã tặng 3 viên cho Khinh Tuyết chính là tặng 3 lần bình an cho cô ấy. Mà Diệp Mặc tặng cô cái vòng tay này chính là tặng cho cô 6 lần bình an. Hắn không nói với cô chỗ quý báu của cái vòng tay này. Nếu như cô quý trọng thì sẽ bình an. Nếu như cô không quý trọng chẳng khác nào là món quà bình thường khác. Nhưng cô lại không thích quý trọng chiếc vòng này. Lấy 3 hạt châu trong vòng tặng cho Khinh Tuyết. May mắn, đó là 3 viên còn lại cô vẫn đeo trên tay.
Diệp Mặc sao có thể tặng cô thứ quý giá đến thế? Hắn làm ra từ đâu? Bỗng Tĩnh Văn nghĩ tới quá trình kết bạn giữa cô và Diệp Mặc. Chính là vì cô coi Diệp Mặc là đại sư về bùa chú mới quen biết hắn. Phù triện đại sư, lòng Tĩnh Văn chấn động. Cuối cùng cô hiểu ra, Diệp Mặc chính là người bán bùa cho cô. Cô căn bản không nhận nhầm, chỉ là hắn không thừa nhận mà thôi. Vì sao hắn không thừa nhận? Tĩnh Văn suy một điều liên hiểu. Diệp Mặc có bản lĩnh kinh hãi như thế, hắn không muốn lộ bản thân hắn ra. Dù sao cô và hắn không quen thuộc, sao biết được cô có lộ tin tức của hắn hay không? Tĩnh Văn bỗng nhiên sờ hai viên ngọc châu còn lại trên vòng tay, lòng mơ hồ có chút hối hận. Không nói vòng tay này là do Diệp Mặc đích thân làm, không chừng chiếc vòng tay này giá cả thực sự còn là quý hơn gấp vạn lần những cái món mà cô nhận được ngày hôm đó cộng lại. Cô bỗng nhiên nhớ tới Thành Phi nói chị họ cậu ta ở Linh Hải gặp một người bán thuốc mặt ngọc hộ thân, người đó chắc chắn là Diệp Mặc. Ánh mắt Diệp Mặc rất sáng, hơn nữa luôn ăn mặc vô cùng giản dị. Mẹ cô là do Diệp Mặc cứu, bây giờ cô cũng là do bùa vào vòng tay của hắn cứu. Nhưng cô còn đi khắp nơi tìm cái người bán bùa đó. Mẹ luôn muốn gặp đại sư cứu bà, chỉ cần cô tìm được Diệp Mặc là được. Tĩnh Văn, lúc nãy là chuyện gì? Bùa cậu nói lại là làm sao? Lúc này Tiểu Lôi mới hỏi. Tĩnh Văn còn chưa trả lời, cửa phòng liền bị gõ cộc cộc rất nhanh, liền bị đá ra. Tổ Kiến Trùng chạy vào đầu tiên, thấy Tĩnh Văn bình yên vô sự thở phào nhẹ nhõm. Tĩnh Văn, con không sao chứ? Tiểu Lôi thấy Tĩnh Văn tới, thở phào nhẹ nhõm. Cổ xuất thân là phóng viên, rất nhanh nói ra hết mọi chuyện. Nhìn Uông Bằng còn đang ôn hôn mê, Tĩnh Văn thầm thấy may mắn, sau này không cần phiền não cái tên này nữa rồi. Tuy nhiên phòng trừng cuối cùng Uông Bằng chỉ là bị phá nhiều nhất nửa năm, chỉ có Tắc Bần là kẻ chết thay mà thôi. Tĩnh Văn, sau này lúc con ra ngoài để Tiểu Việt đi cùng con. Tổ Kiến Trùng không dám trách cứ quá mức Tĩnh Văn. Tĩnh Văn có thể gọi điện thoại cho ông đầu tiên, ông rất hài lòng rồi. Con biết rồi. Tĩnh Văn bất ngờ không phản bác lại lời của bố. Tuy trả lời bố nhưng mà Tĩnh Văn lại hơi thất thần, lòng con không biết nghĩ gì. Tiểu Lôi lại hỏi, Tĩnh Văn, lúc nãy cậu cứ thất thần, suốt cuộc cậu nghĩ gì? Lạc Thương, Tĩnh Văn lại không để ý đến Tiểu Lôi nghĩ tới Lạc Thương. Nếu Sở Mặc xuất hiện ở trong hội giao lưu pháp ký Lạc Thương thì cho thấy hắn đang ở Lạc Thương. Bỗng nhiên Tĩnh Văn nghĩ tới Khinh Tuyết, không phải cô ấy cũng là ở Lạc Thương sao? Khinh Tuyết và Diệp Mặc đã khôi phục lại quan hệ, hai người sống cùng nhau. Tổ Tĩnh Văn thở dài, Khinh Tuyết và Diệp Mặc ở chung một chỗ, một người ngoài như cô đến Lạc Thương làm gì? Làm bóng đèn sao? Vẫn là thôi đi, quá mấy ngày thì gọi điện cho Khinh Tuyết, mời cô ấy và Diệp Mặc đến nhà làm khách là được. Ôi, cô tặng cho Khinh Tuyết một lửa món quà Diệp Mặc tặng, không biết Diệp Mặc nhìn cô thế nào. Có lẽ trong mắt hắn cô không xứng làm bạn hắn rồi. Dù sao hắn là cái kiểu người kỳ lạ, kiểu người có bản lĩnh lại bị nhà người họ Diệp đuổi đi, còn là vứt bỏ đuổi đi. Những cái người nhà này của Diệp Mặc đầu óc vấn đề hay sao? Còn nói hắn cái kia cái gì đó tùy tiện nói thế nào Tĩnh Văn không tin. Đến người mẹ hôn mê mấy năm gượng mà Diệp Mặc có thể dùng một tấm bùa chứ khỏi, sao có thể là cái kia? Sự hỗn loạn của Lạc Thương cũng chỉ trong một ngày, rất nhanh cảnh sát Lạc Thương phát hiện ra sự thay đổi của Lạc Thương. Dường như Thiết Giang rút khỏi Lạc Thương khiến cảnh sát Lạc Thương luôn đau đầu trị an Lạc Thương. Trong một đêm này thay đổi trình tự, không còn cái kiểu đau đầu ấy nữa. Sự thay đổi của Lạc Thương, Thiết Lam Sơn đương nhiên rất nhanh biết. Lạc Thương lớn như vậy không ngờ không có nhân vật Thiết Giang nào có thể liên lạc. Thiết Lam Sơn rất nhanh cảm thấy không bình thường. Cho dù cảnh sát đột nhiên động thủ cũng không sạch sẽ như vậy. Là ai có thủ đoạn lớn như vậy, một lưới bắt hết Lạc Thương Thiết Giang. Nam Thành thì càng không có khả năng, không cần nói Thiên Long đầu mới chết. Nghe nói, làng cực nắm giữ Nam Thành trở nên xáo động. Cho dù Nam Thành bình yên vô sự không thể một lưới bắt hết Lạc Thương Thiết Giang, vốn tìm đạo nhân đến thương lượng tình hình chung. Nhưng Nhàn đạo nhân lại đến máy bay rồi. Sau khi Nhàn đạo nhân hạ cánh ở sân bay Lạc Thương cảm thấy có chút kỳ quái. Ông đã đến Lạc Thương, thời gian cũng nói cho hai đồ đệ, hai đứa đó sao mà không tới đón. Ông chính là Nhàn đạo nhân. Diệp Mặc lái một chiếc ô tô thuê từ rất xa, thấy một cái đạo nhân đi ra khỏi sân bay. Dù hắn bắt Hứa Mộc miêu tả rất rõ, nhưng một cái đạo nhân đi ra khỏi sân bay, hắn thậm chí cũng không cần phân biệt ông ta thế nào, liền nhận ra ông là Nhàn đạo nhân. Nhàn đạo nhân mắt trắng không dầu, dáng người tầm tầm, mặc một bộ áo đạo màu lam. May ông ta không búi tóc, nếu không là thu hút càng nhiều ý chú ý. Diệp Mặc lại cảm thấy Nhàn đạo nhân này không đơn giản.
Người bình thường hắn có thể thấy nồng sâu đến đâu, duy chỉ có nhà đạo nhân không ngờ hắn nhìn không ra. Cậu là ai? Nhà đạo nhân chắc chắn biết Diệp Mặc không phải là người tới đón tiếp. Người mà hai đồ đệ của ông ta phái tới không có lá gan như vậy trực tiếp gọi ông là nhà đạo nhân. Diệp Mặc cười ha ha, tôi đương nhiên là dẫn ông đi gặp hai đồ đệ. Tuy nhiên ông yên tâm, nơi có họ bây giờ coi như là yên tĩnh. Cậu làm gì với Hứa Mộc và Vương Xuyên? Nhà đạo nhân lập tức biết Diệp Mặc không những là người không phải đón tiếp mà còn là gây chuyện hoặc là người đối đầu với đệ tử của ông. Diệp Mặc lạnh giọng, nhà đạo nhân, nghe đồ đệ ông nói là ông là một cái nhân vật, không đến cả xe của tôi cũng không dám lên chứ. Hừ, lái xe. Nhà đạo nhân có thể để cho Diệp Mặc vào trong mắt, cho dù Diệp Mặc có nhiều người hơn nữa ông cũng không e ngại. Bây giờ ông tu luyện cổ võ tới đỉnh cao huyền cấp, ở bên ngoài rất ít người dám động vào. Cho dù Diệp Mặc dẫn ông tới đầm Long Hổ thì ông cũng dám xông. Diệp Mặc liền biết cái kiểu người như nhà đạo nhân tuyệt đối lên xén, không vì những thứ khác, chính là vì tự tin. Diệp Mặc từ miệng Hứa Mộc biết Lam Thanh sở dĩ không dám động đến Thiết Giang là vì sư phụ nhà đạo nhân của y có thể khiến Thiên Long Đầu có điều cường phải kiêng kỵ. Có thể thấy bản lãnh nhà đạo nhân không tồi, huống hồ hắn thực sự nhìn không ra lông sâu ông ta. Nghe Hứa Mộc nói lần này sở dĩ nhà đạo nhân vội tới Lạc Thương chính là vì phát hiện Ngân Tâm Thảo ở Lạc Thương. Còn một cái nguyên nhân khác chính là đã khâu mình trong tay Diệp Mặc. Nhà đạo nhân quả giống như Diệp Mặc đã nói, căn bản không đặt Diệp Mặc trong mắt. Theo ông ta thì đám Diệp Mặc hẳn là cùng một nhóm. Bọn chúng không biết tu luyện trình độ cổ võ của ông hẳn đáng sợ cỡ nào. Có lẽ bọn chúng chỉ biết Hứa Mộc và Vương Xuyên là đồ đệ của nhà đạo nhân. Đồ đệ như vậy sư phụ chắc chắn chả mạnh tới đâu. Nếu như bọn chúng thực sự nghĩ như vậy, đợi lát nữa ông không ngại phù diễn cho Diệp Mặc thấy, nhất định phải khiến cho cả đám không biết trời cao đất dày sợ hãi xin sỏ đủ cách rồi mới giết. Cậu lái xe tới đây làm gì? Diệp Mặc. Nhàn đạo nhân phản ứng phát hiện Diệp Mặc lái xe tới một khu đất hoang ở ngoại thành. Diệp Mặc xuống xe rồi nói, xuống đi nhàn đạo nhân. Đệ tử Hứa Mộc và Vương Xuyên của ông phái tới bọn họ tới địa phủ trước rồi, ông không cần gấp, đợi lát nữa có thể tìm bọn họ. Cậu giết chúng. Giọng điệu nhàn đạo nhân bình tĩnh, không nhìn ra tức giận, nhưng Diệp Mặc nhìn thấy lửa giận trong nội tâm ông. Diệp Mặc thản nhiên nói, đúng vậy, tôi chẳng những giết Hứa Mộc còn giết luôn cả Vương Xuyên. Ồ, Lạc Thương Thiết Gian bị tôi hủy rồi, sau này Lạc Thương không còn Thiết Giang nữa. Cậu thanh niên, cậu phải cảm thấy tu luyện mấy năm cổ võ có thể cản rỡ ngạo mạn. Nói đi, tại sao cậu phải giết đệ tử tôi? Yên tâm, để lát nữa tôi khiến cho cậu biết thế nào là hối hận. Sắc mặt nhà đạo nhân cuối cùng cũng không thể bình tĩnh mà trở nên xanh mét. Ông tới tên Diệp Mặc cũng không có hứng thú muốn biết. Diệp Mặc gõ gõ trần xe lúc này mới lên tiếng. Bởi vì họ trộm Ngân Tâm Thảo của tôi, còn đánh đồ đệ của tôi nên tôi giết bọn họ. Được, được, tôi khiến cậu hài lòng, nhóc con, tôi nhất định khiến cậu hài lòng. Lửa giận nhà đạo nhân không thể chịu đựng được, đang muốn tiến lên động thủ trước. Diệp Mặc khóa tay nói, đừng vội, thấy cái này quen không? Nói xong Diệp Mặc lấy ra đá không mình.